Shop hàng Nhật nội địa xin chào các bác. Hôm nay ngày 18/12/2017 thì em có cái test cái con máy rửa bát Panasonic LPTR7. Con này thì hiện tại em chưa có ai đặt nhưng mà thì cứ test trước để bác nào có nhu cầu mua thì là chuyển đi luôn. Đây, con này thì nó là đời 2015 các bác nhé, TR7 đời 2015, đời rất là cao. Bình thường TR7 thì đời nó chỉ 2014 thôi. Con này đời cuối của 2015, của TR7 là sang 2015, là sang TR8. Con này là một cái con máy nói chung là hình thức rất là đẹp, là PTR7 nên là test các chức năng của nó. Đây, bác nhìn máy thì bên trong sạch đẹp gần như mới, bên trong rất là mới thôi nhé, sạch đẹp như mới luôn, răng rất là ngon lành. Đây, bên trong đấy các bác nhìn này, rất là mới đẹp sạch sẽ. Con TR7 này em bán 8,5 triệu các bác nhé. Ngày hôm nay các bác nào chốt thì phải sang cũng có lăng lệ thì em sẽ tặng các bác một cái chiếc đồng hồ đi kèm. Đời cao là các bác dùng 10 năm, 20 năm nữa chắc cũng không phải suy nghĩ gì về cái máy này. Máy rất là đẹp. Tất cả máy bảo hành như các bác là 6 tháng các bác nhé. Máy bảo hành 6 tháng, con này cực đẹp đấy. Các bác nào có nhu cầu mua thì các bác alo cho em. Cảm ơn các bác.